đi con. Lớn rồi dậy đi. Dậy còn đánh răng rửa mặt cho em run ra gì nữa. Dậy đi. Dậy. Không gọi anh dậy đi. Dậy anh. Nhưng ngày xưa mẹ vẫn đánh răng rửa mặt cho con mà. Bây giờ mẹ không đánh răng rửa mặt cho con nữa. Bây giờ con lớn rồi, con phải đánh răng rửa mặt cho em run hồi mẹ ấy chứ. Con ở đây để anh đi lấy nước với khăn mặt. Thôi mẹ có em run rồi, mẹ không đánh răng rửa mặt cho mày nữa. Mẹ rửa mặt cho Du nha. Ừ đúng rồi. Ôi, run nữa. Không phải run rồi, anh thấy em. Ui, ui, đây con à. Mẹ cứ yêu thương em luôn, không yêu thương mình gì cả. Mẹ rồi đây. Mẹ. À, mẹ có quà cho anh em này. Ô tô tải có dư. Chị quá. Đây là máy xúc của anh mình. Ô, rồi mới đầu Du. Mẹ ơi, mẹ nhặt cho Du nhé. Mẹ còn... Ây, dạ về mẹ nhặt cho Du ăn. Mẹ định mua hai ô tô to nhưng mà người ta hết mất rồi nên là mẹ mua ô tô to cho Jun bé cho con. Ủa con này đâu cả hai à Jun? Của anh mà anh không cho đâu. Đây của con này Jun. Con cho cả em đi. Đúng rồi, của con hết nhá. À thế. Mẹ thiên về em Jun quá các bạn ạ. Mẹ mua quà về em run lại tranh của mình. Nào, thôi ăn cơm xong rồi chúng mình đi ngủ nha. À, run này đi ngủ nào. Mẹ ôm run đi ngủ nhá, run này. Ăn năm năm thôi con. Chơi á. Thôi tí nữa dậy chơi nhá. Mẹ ơi, mẹ không ôm con ngủ à? Bình ơi, bây giờ con lớn rồi, em Jun còn bé thì mẹ ôm em Jun. Như ngày xưa con bé mẹ cũng ôm con đấy. À Jun nằm rồi mẹ ôm nhá. Cơ bản rồi, bây giờ đến cả cái ôm đi ngủ mẹ cũng không ôm mình nữa các bạn ạ. Mẹ ơi, mẹ nào đi vào đây cùng mẹ
đấy em khóc thế này Vinh. À mẹ về thôi, mẹ về. Hôm trước thì em đây mày bảo mơ tập trung em rồi mà không khóc à? Em mày chào. Mày cứ cho em đi làm sao? Mẹ không thương con nữa đúng không? Mẹ chỉ thương em thôi mà, con đi. Ờ, Vinh. Vinh ơi, đứng lại. Thế rồi Jun ơi, mẹ lại cho anh Vinh đi rồi. Làm nào bây giờ? À đi gửi đi anh nhá. Gọi anh về nhá. Đi, Jun gọi anh về nhá. Mẹ không yêu thương con nữa, con không.